nếu như mình ổn mình ổn định đi rồi mình mới tăng tốc lại được. Lâu lâu thế, lâu gì lâu dữ. Mình pha cà phê uống đi anh em. Go thôi, go thôi. Thở phát ơi, xúc phát đi phát ơi. Xúc phát đi phát ơi. Go! 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 Go!
hoàn cấp, chỉ hoàn cấp. Cố lên quân anh ơi. Không sao. Có con nhỏ đi tá đâu bộ mổ kìa. Cái đồng bác sĩ rồi không sao cả. Cao được chưa lên đường cao tốc mà rồi chặn lên bớt bây giờ tiết kiệm lên bớt đi. Đó nha.
từ đâu bước cuộc đời này, anh từ đâu bước đến nơi này. Lòng anh đau. Thank you.
đâu. Trong cuộc đời này dùng từ đó đi ra khé một lần nữa đi. Thank you.
qua chiếc xe bây giờ nó bắt cái gì á. Lên đây bắt cái hình nó ngang cẳng thẳng ngang, nó bị vô bãi cỏ sâu quá. Tôi thấy cái đại thấy cỡ luôn. Ok thì vậy thấy cái này, cái này còn được mà. Mình chịu khó set GPS. Cái mỏ đá đi, nếu là bị mất á, nếu bị mất thì set lại đi. Dương chạy tới đi anh ơi. Cái này cũng phải cầm tay, cái này.
tăng tốc đi. Con con bắt đang kẹt xe. Từ từ. Xuống bớt đi, nghĩ là nghĩ là xuống bớt đi. Đề nghị xuống bớt đi, lâu không nói sao vậy? Nói dữ vậy? Sao vậy? Cái này người ta được gọi là biện minh á. Đâu có đâu. Mình đánh sao mình đá xe nhanh. Cái được gọi là biện minh á. Mình đá xe nhanh, anh kính tóc vô bên lề là mà. Anh xe nhanh đá vô là mà. Hello bác Lý. Sao gì bác Lý? Ê, bác là kia là kinh canh hả? Cái gì? Bác kinh Lý hay là kinh canh? Bên cạnh, không có liên canh gì á. Bên cạnh. Bên cạnh hả? Đúng rồi. Đưa bác có chảnh đúng không? Đúng rồi. Đưa bác có chảnh không? Chảnh với chảnh đúng rồi, giống nhau rồi. Xong cái con coi này đi, coi anh em. Lên luôn chưa ơi? Thank you.
là thấy sao bác. Bỏ một thùng về Dũng liền. Tí nữa rồi, tí thôi. Anh gặp em hết lợn cho nên rồi cho đó. Đâu đó cho xong đó.
Rồi bạn đi các bạn. Rồi bạn.
xíu đi anh, rồi con hai xe nó cặp cặp đôi lại rồi.
Nhưng ngon quá lên không có nhưng mà trong đây vậy hả ngon quá rồi à, anh em nào mà có việc gì thì thoát đi à. Đang ăn cảm ơn tất cả anh em đã có chút thời gian đúng rồi tham gia sự kiện hôm nay. Các anh ơi, đánh giá tinh thần của anh em rất là tốt, thì tham gia rất là đông đủ. Cảm ơn tất cả anh em. Thì có một số điểm nó chưa có ổn thì lần sau mình rút kinh nghiệm. Không có gì cả, mình rút kinh nghiệm lần sau thôi. Cảm ơn tất cả anh em ha. Rồi, tuyên bố bế mạc đoàn quân Việt Nam đi chúng là cứ quân Việt Nam. Thôi, 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 thôi. Anh Nghĩa ơi, tập tổ chức cho anh em làm chung cái nhà thằng Sĩ Tâm không anh Nghĩa ơi. Anh em mình có thể hát bài nhớ bằng tay lớn đâu. Đó. Dạ. Ok, được, được. CC Talk thì ra tổ chức đi, ra đăng ngoài group CC Talk đi. Anh em CC Talk nói dễ.
ơi, ngược đầu bà gà ơi, ngược đầu anh rồi, ngược đầu bà. Sao mày lại đối đầu anh?